sự thật đã được phơi bày về tiểu đội sâu chúa sau lời nói kinh hoàng của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ vào ngày 26 tháng 3 năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó gửi lời chia tay đến các cộng sự lâu năm, ông chúc mừng các thành viên tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ. Một số đồng chí được giao trọng trách nặng nề hơn như là đồng chí Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Trịnh Đình Dũng rất mong các đồng chí tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt trọng trách cao cả. Tâm sự với 15 ngành nghề chính sách và với chính bản thân, ông nhủ là dáng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, dáng làm người tử tế. Tuy mỗi hoàn cảnh mỗi đồng chí đóng góp hết sức mình cho Đảng, cho nhân dân, tuy nhiên không biết tại sao tất cả những người mà nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc tên lại có cái kết không được tốt. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị hãy đón xem Số phận 6 người được nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng ở lại với nhiệm kỳ mới như thế nào? Thứ nhất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1956. Trịnh Đình Dũng nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ông cũng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2011-2016, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc năm 2004 cho đến năm 2010. Được biết vào ngày 26 tháng 1 năm 2016 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông tiếp tục được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 9 tháng 4 năm 2016 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 7 tháng 4 năm 2021 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, ông được Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của thủ tướng Phạm Minh Chính. Sau khi về hưu một thời gian thì ông vẫn bị kỷ luật. Cụ thể là chiều ngày 19 tháng 1 năm 2024, dẫn thông tin từ Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng cho hay Ủy ban này đề nghị hai cơ quan hàng đầu của Đảng là bộ chính trị và ban bí thư xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật ban cán sự đảng bộ công thương các nhiệm kỳ 2016 đến 2021, 2021 đến 2026 và một số cá nhân. Thứ hai, bí thư thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng cũng là một trong những người được nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng khi nhận nhiệm vụ mới. Tuy nhiên số phận lại không tốt đẹp. Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1960, là một chính khách Việt Nam và là tiến sĩ kinh tế. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Đến năm 2016 thì ông Đinh La Thăng được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn, cụ thể là vào ngày 10 tháng 5 năm 2017, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật, ông Đinh La Thăng bị Bộ Chính trị cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và được điều động sang giữ chức vụ phó trưởng ban kinh tế trung ương, người kế nhiệm ông tại vị trí cũ là Nguyễn Thiện Nhân. Ngày 8 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã biểu quyết và thông qua việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng. Ngay sau đó thì ông bị bắt, dính dáng đến nhiều sai phạm và cuối cùng là bị kết án tổng cộng 30 năm tù giam. Thứ ba, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956 tại thôn Lưu Quang, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trần Đại Quang xuất thân là đại tướng Công an nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Ngày mùng 2 tháng 4 năm 2016 tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội Việt Nam khóa 13, Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với số phiếu đồng ý là 452, số phiếu không đồng ý là 29 phiếu, kế nhiệm Trương Tấn Sang. Tuy nhiên, khi ông chưa làm hết một nhiệm kỳ Chủ tịch nước thì đã gặp vấn đề về mặt sức khỏe. Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, ông Trần Đại Quang đã được phát hiện nhiễm virus hiếm và độc hại từ tháng 7 năm 2017 và phải đi Nhật Bản chữa trị 6 lần. Các bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn, mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian. Ngày 20 tháng 9 năm 2018, sau khi viết thư chúc Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi, bệnh tình của ông ngày càng trở nặng và được đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vào lúc 15 giờ cùng ngày, ông rơi vào tình trạng hôn mê. Sau khi bị hôn mê gần một ngày, ông đã chút hơi thở cuối cùng và qua đời khi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2018, tức là ngày 12 tháng 5 năm Mậu Tuất theo âm lịch. Như vậy là ông Trần Đại Quang mất chỉ sau hơn một năm ông bị nhiễm bệnh virus máu, chỉ hơn 6 tháng khi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải mất, hưởng thọ 61 tuổi. Quyền Chủ tịch nước được trao lại cho Phó Chủ tịch nước bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và bà đã tạm quyền giữ chức vụ này cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng được bầu kế nhiệm ông Trần Đại Quang vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, một tháng sau khi ông Quang qua đời. Thứ tư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Quảng Nam, là một chính trị gia người Việt Nam. Nguyễn Xuân Phúc nguyên là chủ tịch nước từ năm 2021. Được biết là năm 2015, tại hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Nguyễn Xuân Phúc được đề cử là một trong những ứng viên cho chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, kế nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đến sáng ngày 5 tháng 4 năm 2021, Ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu tuyệt đối là 468 trên 468 đại biểu. Sau đó vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, khiến ông trở thành thủ tướng đầu tiên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước kể từ năm 1945 đến nay. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chưa làm tròn một nhiệm kỳ Chủ tịch nước đã phải từ chức. Ngày 17 tháng 1 năm 2023, Trung ương Đảng đã chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung ương đưa ra trong cuộc họp bất thường vào buổi chiều cùng ngày. Sau khi thảo luận và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông. Thứ năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1959, quê quán tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Hoàng Trung Hải từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2002 đến 2007, Phó Thủ tướng Chính phủ từ năm 2007 đến 2016. Đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2016, được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô. Tuy nhiên, đến ngày mùng 9 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa 12 đã đề nghị xem xét kỷ luật ông Hoàng Trung Hải vì thời gian làm phó thủ tướng đã có vi phạm khuyết điểm, có một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2. Theo Văn phòng Trung ương Đảng khóa 12 ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, nguyên phó thủ tướng chính phủ. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, bộ chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho rằng trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Trung Hải đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên, dự án Tisco 2. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 phân công ông Thôi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội và giữ chức vụ Phó trưởng Ban Bộ phận Thường trực chuyên trách, tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng trưởng tiểu ban là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đến ngày 27 tháng 11 năm 2021 thì nghỉ hưu theo chế độ. Đứng ở vị trí thứ 6 là trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 4 tháng 3 năm 1961. Ông Nguyễn Văn Bình là nguyên ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng khóa 12, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình. Được biết, ngày 11 tháng 4 năm 2016, được bổ nhiệm làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 2016, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư. Tuy nhiên, đến ngày 3 tháng 11 năm 2020, theo thông cáo về kỳ họp 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả thẩm tra xác minh nội dung phản ánh liên quan đến ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam ông nguyễn văn bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết quy định quyết định về hoạt động tín dụng ngân hàng gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục nhiều cán bộ đảng viên của ngân hàng nhà nước và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Những vi phạm khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Bình là nghiêm trọng, đặc biệt là nó ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của ngân hàng nhà nước và cá nhân ông Bình. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình. Ngày 8 tháng 11 năm 2020, thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, hai hôm trước cuộc họp Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, sau khi xét bối cảnh tình hình nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác đóng góp của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban kinh tế Trung ương với Đảng và nhà nước, đã đưa ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình với hình thức cảnh cáo. Những quan chức bị đề nghị kỷ luật Gồm có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, kiêm Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trên đây là video nói về số phận của 6 người được nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng ở lại với nhiệm kỳ mới cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo